Bạch Hạc nằm ở phía nam của thành phố Việt Trì, mảnh đất hữu tình vốn nổi tiếng với cảnh trên bến dưới thuyền đang ngày càng phát triển, đặc biệt là từ khi phường Bạch Hạc trực thuộc thành phố Việt Trì được thành lập năm 1984. 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, đưa vùng đất Tam Giang hội tụ ngày càng khởi sắc. Bạch Hạc, nơi hợp lưu của ba con sông, sông Hồng, sông Đà và sông Lô, một trong những địa bàn trung tâm của nước Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước. Sau nhiều lần thay đổi về địa danh và địa giới hành chính, ngày 13 tháng 1 năm 1984, phường Bạch Hạc thuộc thành phố Việt Trì được thành lập. Sự kiện này đánh dấu mốc son mở ra chặng đường phát triển mới của vùng đất nơi cửa ngõ thành phố Việt Trì. Vì chúng tôi là ở vùng ngã ba sông, cho nên là Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thì cũng đã chủ trương là làm thế nào để tập trung phát triển về kinh tế mũi nhọn là kinh tế vận tải đường thủy, về an ninh trật tự cũng là một cái trọng điểm cần phải giải quyết. Thế còn cái mục tiêu thứ ba, mà mục tiêu này cũng là cái trọng tâm, là cái phát triển để về mặt cơ sở hạ tầng, bởi vì lúc bấy giờ về đường xá, giao thông, thủy lợi của Bạch Hạc là nó vẫn còn thấp kém, cho nên là chúng tôi tập trung vào xây dựng. Phát huy lợi thế của vùng đất ngã ba sông, vận tải, nhất là vận tải đường thủy, vẫn giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của Bạch Hạc. Hiện toàn phường có hơn 200 phương tiện vận tải thủy, gần 40 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng hóa, dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, đánh bắt thủy sản, dịch vụ bến bãi cát sỏi, bốc xếp hàng hóa, sản xuất và gia công các sản phẩm công nghiệp nhẹ. Đóng trên địa bàn thì cũng rất được nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương, của các thế hệ, nên là cũng tạo điều kiện cho đơn vị phát triển. Thế mạnh của đơn vị chủ yếu là phục vụ vận tải. Từ những con phương tiện nhỏ, bây giờ tới đến những con phương tiện lớn. Ngày xưa phương tiện nó chỉ là 200 tấn, 300 tấn, 100 tấn và 500 tấn và bây giờ lên đến hàng nghìn tấn. Trên địa bàn phường còn có 6 cụm di tích lịch sử văn hóa được giữ gìn, tôn tạo, ngày càng khang trang. Nhiều phong tục, lễ hội truyền thống thu hút rất đông người dân và du khách tham dự. Những tài nguyên du lịch văn hóa đã được phát triển thành các sản phẩm du lịch, góp phần xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Tháng 5 năm 2023, Bạch Hạc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ công nhận là điểm du lịch văn hóa cộng đồng cấp tỉnh. Nhân dân chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Và cái trách nhiệm của nhân dân chúng tôi là phải làm sao, tức là giữ gìn và bảo vệ khu di tích và tu bổ cho khu di tích đẹp đẽ hơn, để nhân dân và con em của Bạch Hạc hiểu rõ về khu di tích, qua đó để như vậy là phát huy được cái giá trị của khu di tích ngày càng cao hơn. Các tiềm năng thế mạnh được khai thác hiệu quả, diện mạo đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp, an ninh chính trị được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bạch Hạc nhiều lần được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành khen thưởng vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với khát vọng xây dựng phường thành phường văn minh, hiện đại, phát triển văn hóa, truyền thống và du lịch, Đảng bộ phường đã xác định nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được xác định tiếp tục nâng cao năng lực, sức lãnh đạo, chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy truyền thống, những kết quả đã đạt được trong giai đoạn xây dựng và phát triển để tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế là thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Những thành quả của ngày hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Bạch Hạc ra sức thi đua lao động, học tập, sản xuất, xây dựng phường ngày càng phát triển văn minh hiện đại.